Dạ, Quá Kiển Vĩnh Trang xin kính chào bà con nha. Chào một ngày mới, chúc bà con thật là nhiều niềm vui và hạnh phúc. Thì em cũng cầu mong cho cái dịch Covid-19 này nó đi qua đi nhanh chóng đi, trả lại cuộc sống bình an cho bà con mình nghe bà con. Thì sáng nay em ra em thấy mấy cái giấy ngũ sắc của em nè, với mấy ghép ngũ sắc của em nó đang nở đạt đỉnh rực rỡ nhất, bông to nhất rồi. Thành ra là em quay để giới thiệu chia sẻ đó bà con cái niềm vui khi mà em ghép được thành công. Rồi sau này là em ghép đại trà em bán cho bà con nữa. Cái loại hình này thì bây giờ đã quá thịnh hành rồi, không cần phải giới thiệu nhiều. Nhìn trên màn hình với bà con cũng thấy bông quá đẹp, năm màu đầy đủ luôn. Này đáng sưu tầm, giá cả cũng hữu nghị nha bà con. Nó rực rỡ luôn. Này trước mắt em thấy nè, màu hồng nè, màu cam, màu đỏ, màu vàng, màu tím. Đây, em quay cái gốc với Mỹ cho bà con coi. Đó, gốc này quái à, khá quái nha bà con, khá đẹp. Cây này có nhiều cành màu vàng nè, màu vàng nhiều. Cái này hổm gớt hai bo, bị đi trúng tét. Đi trúng tét rồi giờ mới ghép lại em chùm vô trong cái xốp ổi nè cho nó che nắng. Mới ghép mấy bữa nay à. Tét rồi, gió tét nữa. Đó. Đó là mình quay cái gốc giấy Mỹ. Giấy Mỹ thì gốc nó thừa đa số là quái nha bà con. Rồi quay lên bông cho bà con coi nó rực rỡ luôn nè. Này mới sáng quay bông nó chuẩn. Quay cận cảnh từng cái loại bông cho bà con coi nha. Này là trắng phớt hồng nè. Đỏ nè ha. Tím nè ha. Này cũng đỏ luôn. Này cam nè ha. Nè cam nè. Rồi vàng. Đó, cam. Đủ năm màu luôn các bà con. Này là mình lấy cái phôi thì giấy Mỹ nhưng mà mình ghép là ghép cái bo của là giấy Thái năm màu. Ngũ sắc. Nhưng mà ở đây không phải là một cây mà nó chỗ cái năm màu nha bà con, là mình phải lấy năm cây đơn của năm màu khác nhau rồi mình ghép vô cùng một cây thì nó mới ra được cây ngũ sắc. Chứ trên mạng nó bán nó nói là một cây mà nó ra năm màu không ghép gì hết đó, là cái đó là nó lừa đảo nha bà con. Không có một cây mà tự chỗ ra năm màu nha, các nhà khoa học chưa lai tạo ra được tới cái trình độ đó nha bà con. Là mình phải lấy năm màu khác nhau mình ghép vô cùng một cây thì mình mới ra được năm màu mình chơi. Đó là cái chuyện mà bà con, một số bà con chưa biết thì em tư vấn cho bà con nghe để tránh bị lừa đảo. Em có bà chị cũng bị lừa đảo rồi, mua về nói chỗ có năm màu, chỗ có màu tím không à. Nè em quay cận cảnh cho bà con coi, như một cành gì nè là em ghép hai bo, với hai bo là hai bo đó cùng một màu nha. Ví dụ nó gớt một bo thì nó còn lại một bo, đây nó gớt một bo nè, còn bo thì vẫn ok, mình ghép chịu hao mà. Còn cành này em sống hai bo thì nó ra nó gỗ hơn nè, một trắng phớt hồng là nhiều hơn nè. Đó, cành này cũng hai bo. Nói chung là năm cành là năm màu, mỗi một cành em ghép một màu, mà một bo một cành thì em ghép trừ hao hai bo để cho nó tỷ lệ nó dính cao hơn á. Mà này, cây này cái gốc nó cũng được đó. Loại này chơi ngày thường cũng đẹp mà chơi Tết cũng đẹp luôn, đáng sưu tầm hả bà con. Bông lên hình nhìn thấy rực rỡ. Cái bông của em này nó, cái tàn này em phải tỉa lại quận nữa cho nó ra kín tàn luôn, rồi khi mới ra bông rực rỡ chứ chót bông nào nó cũng ra chứ. Như vậy là bà con thấy nó rực rỡ rồi đó. Mới có ra lần đầu em để coi bông thôi, với lại em lấy bo em ghép cho mấy cây sau, thành ra là em chưa có xả tàn. Rồi bữa nay em quay xong cái này là em xả tàn luôn đó. Thành ra là quay cho bà con cái clip này là trưa nay là em cắt hết trơn trụi rồi nữa, nó ra lại tàn đẹp. Sau khi nó ra lại tàn đẹp, nó có bông nhiều rồi, bắt đầu em quay cho bà con coi nữa. Đó, bà con có ủng hộ cái kênh của em thì em mời bà con bấm đăng ký kênh Hoa Kiển Vĩnh Trang nha bà con. Sau đó mình bấm vào cái chuông để nó hiện lên thông báo khi em có đăng clip mới nha bà con. Còn bà con có mua hàng cây giống bông trang hoặc là có tư vấn gì thì bà con liên hệ với em số điện thoại 0798716145 nha bà con. Em ở huyện La Dung, Đồng Tháp nha bà con. Cái này bên đây có trang giống Mỹ Hồng nè. Thì kênh của em có bán trang giống đó, bà con theo dõi bấm vô kênh là thấy có bán trang giống à. Còn bữa nay giới thiệu cái cây giấy Mỹ ghép ngũ sắc chơi nha. Đó, giới thiệu cho bà con coi. Bà con có thêm kiến thức với lại biết về cái loại hình cây giấy đẹp này.
Em thì em chịu nhất màu trắng phớt hồng này nè, màu dễ chịu nịnh mắt nè đó. Rồi một lần nữa thì em cũng cảm ơn bà con đã ủng hộ kênh trong thời gian vừa qua. Thì bà con nào chưa có đăng ký thì em mời bà con dành ra khoảng 3 giây để bấm đăng ký kênh ủng hộ em nha bà con, để kênh em ngày càng lớn mạnh nha bà con. Rồi cũng chúc bà con có thật nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui. Chúc bà con sớm vượt qua đại dịch Covid-19, trở về cuộc sống bình yên nha bà con. Sản xuất kinh doanh trở lại bình thường nha bà con. Dạ em xin cảm ơn và xin kính chào.